Chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn có thể thấy rằng trong những năm trở lại đây ấy, thì việc copy đạo nhái ngôn ngữ thiết kế của những sản phẩm nổi tiếng đến từ Apple, Samsung thì nó đã là một cái gì đấy nó không quá xa lạ. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng ngày xưa chúng ta chỉ có đạo nhái thiết kế về điện thoại thôi. Nhưng mà mới đây thì một loạt những chiếc tai nghe của Apple cũng đã bị đạo nhái. Trong đó thì ở đây thì mình cũng đã có một cái dòng sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế phải nói là rất giống so với sản phẩm AirPods đến từ Apple. Và cụ thể ở đây, nếu như mình để hai cái dòng sản phẩm như này, liệu rằng các bạn có đoán được đâu là chiếc hộp chứa đựng chiếc tai nghe AirPods thật và đâu là chiếc hộp chứa đựng một chiếc tai nghe ở trong nhà nháy nhá. 3, 2, 1, intro. Rồi, sau 3 giây cũng như là cái phần intro ấy thì có lẽ sẽ rất nhiều bạn am hiểu công nghệ thì đã đoán được đây chính là chiếc tai nghe đến từ Apple và đây chính là tai nghe đến từ Remark. Đấy. Và cụ thể tên của em nó sẽ là AirPlus, còn đây là AirPods. Các bạn sẽ thấy được là AirPlus của chúng ta học tập tương đối nhiều đúng không? Ngay từ cái phần hộp đựng phía mặt trước này nhá. AirPlus cũng được in 3D trên mặt này luôn. Sờ vào cũng tương đối là ổn, nhưng mà nó sẽ không có được sự hoàn thiện tốt như Apple đâu. Các bạn muốn phát hiện ra thì các bạn sẽ nhìn vào cái lỗ này. Apple sẽ có 1, 2, 3 lỗ. Còn với chiếc AirPlus này chúng ta sẽ có một lỗ ở đây thôi. Đó. Còn phía mặt sau này nhá, tương tự như vậy. Đấy. Chúng ta sẽ có hình ảnh của chiếc hộp đựng, chiếc tai nghe. Và phía đây nhá, với AirPods chúng ta sẽ có hai cái lỗ. Còn với chiếc AirPlus này chúng ta sẽ không nhìn thấy cái lỗ nào ở đây. Và một đặc điểm lưu ý đó chính là cả sản phẩm này đều sử dụng chân Lightning. Đó, các bạn thấy rằng cái công nghệ đạo nhái thì nó đã được đẩy lên một cái tầm cao rất là lớn đúng không? Ngay cả củ sạc, cáp sạc nó cũng bắt chước được luôn. Chúng ta sẽ có thông tin liên quan sản phẩm ở đây. Rồi mình sẽ mở ra xem. Đây nhá, các bạn sẽ để ý này, cái sản phẩm của Apple á luôn có một cái cảm giác khi mở cực kỳ tốt. Thậm chí là Apple sẽ có một đội ngũ riêng để thiết kế về cái hộp đựng này để làm sao cho người dùng chúng ta có cái cảm giác mở sướng nhất. Rồi, đây chính là AirPods và AirPlus. Đó. Mình sẽ để sang một bên xem phụ kiện thế nào. Đây là chiếc hai cái hộp đựng nhá. Thì Apple sẽ sử dụng cái chất liệu giấy tái chế, còn với AirPlus chúng ta sẽ sử dụng chất liệu nhựa. Đấy. Apple thì rất đề cao cái yếu tố môi trường. Chúng ta sẽ có cả hai, đó chính là cáp Lightning. Nhưng mà cái sản phẩm của Apple thì chúng ta sẽ có cái cáp là cáp chuẩn luôn. Nó to và dày hơn, cũng như là chất lượng của nó chắc chắn là trong thời gian dài nó sẽ là tốt hơn hẳn so với sản phẩm kia. Đây chính là hai nhân vật chính. Thì với AirPlus chúng ta sẽ có cái lớp ni lông để theo chiều ngang này, chúng ta bỏ ra là xong. Còn với sản phẩm của Apple nó trở nên tinh tế hơn, chúng ta sẽ có cái lớp màng màng để chúng ta có thể bóc ra. Đó. Ui, thề luôn với các bạn là những cái siêu của Apple thôi mà nó cũng được thiết kế cực kỳ là đẹp mắt. Nhiều người còn thậm chí là để lại luôn cả cái siêu này để ngắm luôn. Mày bị điên à? Liệu rằng các bạn nhìn như này, các bạn có đoán được đâu là sản phẩm Apple mà đâu là sản phẩm của Remark không? Rất là giống nhau, vị trí tất cả cái này nó là y hệt nhau luôn. Thậm chí là mình cũng thử là đảo tai nghe của Apple sang hộp của AirPlus, đổi tai nghe của AirPlus vào hộp của Apple, nó cũng nhận luôn. Thế nó mới thần thánh chứ. Ngôn ngữ thiết kế là giống nhưng mà cách hoàn thiện hoàn toàn khác nhau. Đây, sản phẩm của Apple chúng ta, các bạn sẽ thấy rằng cái màu của nó không quá là trắng như cái sản phẩm fake này. Chúng ta sẽ có cái độ nhìn vào nó rất là cứng cáp. Còn với sản phẩm này ấy, thì nhìn vào đấy nó phần nào đấy nó hơi là kém một chút. Đặc biệt là các bạn sẽ đẩy kỹ vào thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều chi tiết thừa trên cái dòng sản phẩm AirPlus. Đơn cử như là cái phần bản lề này nhá, các bạn sẽ thấy được là nó cách khá là xa. Còn với cái sản phẩm của Apple nhá, làm cực kỳ khít luôn, đều nhau tăm tắp luôn. Và nói chung là mình cũng đánh giá cao cái sản phẩm của AirPlus khi mà nó cố gắng học tập được những gì được gọi là cơ bản cũng như là tốt nhất đến từ sản phẩm Apple. Rồi, quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta thì
chắc hẳn là các bạn nhìn như này thì sẽ biết đâu là sản phẩm zin và đâu là sản phẩm fake đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ nhìn vào phần housing này, phần thân này, đều có những đặc điểm để các bạn có thể nhận biết được cái tai nghe đến từ Apple và tai nghe đến từ Remax. Thậm chí là cái phần dưới này thôi thì các bạn sẽ thấy được cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm đến từ Apple này. Nó cực kỳ là tinh tế, không hề có một cái chi tiết thừa nào, còn với sản phẩm đến từ Remax này, mặc dù là cũng nó khá là tốt đấy, nhưng mà nếu mà các bạn soi kỹ vào ấy, thì các bạn sẽ thấy được là những cái khớp nối này nó chưa được thực sự là liền lại. Về cái khả năng kết nối thì các bạn sẽ biết rằng là cái sản phẩm của Apple với iPhone thì nó sẽ cực kỳ là dễ dàng kết nối. Các bạn chỉ cần mở hộp này ra thôi là trên iPhone chúng ta sẽ tự pair và kết nối rất là nhanh chóng. Còn với sản phẩm đến từ Remax thì sao? Nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có một cái đèn LED ở đây để thông báo về tình trạng pin. Đấy, mở ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái đèn màu đỏ ở trong này. Để kết nối các bạn hãy đeo cả hai cái tai này lên tai của mình. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của chiếc điện thoại này để chúng ta tìm kiếm với từ khóa, đó chính là AirPlus như này. Đấy, khi nó kết nối thì nó chỉ kết nối một cái thôi, và để kết nối hai cái với nhau thì các bạn chỉ nhấn hai lần vào cái tai nghe này. Đấy, lúc này thì nó sẽ kết nối hai với nhau. Điều đáng khen của cái tai nghe AirPlus này đó chính là chúng ta sẽ kết nối là xong rồi nhá, thì các bạn sẽ có thể điều khiển ngay cả trên cái tai nghe này, tức là chúng ta sẽ có cái cảm ứng ở trên đây nữa. Chúng ta sẽ có thể nhấn hai lần để dừng và phát nhạc, cũng như là chúng ta sẽ có cái thao tác là chạm nhiều lần để có thể lùi và tiến bài rất là dễ dàng. Khi xét về cái chất lượng âm thanh ấy, thì tai nghe của AirPlus này nó sẽ thiên về âm bát cực kỳ cao, nên là nó sẽ phù hợp với các bạn thích nghe những thể loại nhạc mạnh. Còn những âm chép và âm mid của nó thì nó lại hơi mờ nhạt quá, nên là nếu như các bạn mà yêu thích cái kiểu mà để chúng ta nghe được đa dạng cái thể loại ấy, thì có lẽ sản phẩm này nó sẽ không phù hợp. Tập trung lại thì mình thấy rằng với cái mức giá chênh lệch vào khoảng bằng một nửa của chiếc tai nghe zin, thì chiếc tai nghe AirPlus này đã thể hiện rất tốt vai trò của mình, đó chính là đem đến cho người dùng chúng ta một ngôn ngữ thiết kế rất giống với sản phẩm đến từ Apple, mà lại chỉ cần bỏ ra số tiền nó rất là hạn hẹp. Và bên cạnh đó thì chất lượng âm thanh nó cũng không phải là đến nỗi là quá là tệ để chúng ta đến cái mức mà nó không nghe được. Vì thực tế ra ấy, thì chất âm của sản phẩm này nó sẽ thiên về âm bass, nên là nếu như các bạn mà thích nghe thể loại nhạc mạnh thì đây cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Còn về cái độ hoàn thiện ấy, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là nó cũng chưa thực sự đến cái mức mà để mà hoàn thiện quá cao như cái sản phẩm đến từ Apple, nhưng mà dù gì thì đây cũng là một cái dòng sản phẩm nó có mức giá rẻ hơn rất nhiều mà. Còn các bạn thấy sao về mẫu tai nghe AirPlus này? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía bình luận. Video mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.